Don't stop. Audio Jungle. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click ra của mình. Video hôm nay mình sẽ quay cận cảnh và cập nhật giá bán của chiếc xe Yamaha Exciter 150 2019 phiên bản RC màu trắng đỏ mới nhất tại đại lý để các bạn tham khảo. Ngày hôm qua mình có đến đại lý để quay và cập nhật giá bán mới nhất của các màu sắc trên chiếc xe Exciter 150 2019 để làm video cho các bạn theo dõi. Các bạn thấy hay và hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ, đăng ký để đón xem các video tiếp theo và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ quay cận cảnh và giới thiệu cho các bạn chiếc xe Exciter 150 2019 màu trắng đỏ rất đẹp và bắt mắt. Đây là chiếc xe nằm trong phiên bản RC mới ra mắt của Yamaha. Màu này cũng khá quen thuộc với các bạn yêu thích Exciter. Hiện tại mình cũng đang chạy một chiếc Exciter 2017 màu này. Theo mình được biết, phiên bản Exciter RC được hãng Yamaha lấy tên viết tắt của chữ RC, tức là Racing, có nghĩa là một phiên bản thể thao. Đây có lẽ là màu sắc duy nhất được Yamaha phối lại trên chiếc xe Exciter, giống với các màu sắc trắng đỏ của các phiên bản trước đây. Còn lại, những màu sắc khác trong phiên bản RC 2019 đều được Yamaha Việt Nam phối màu và thay đổi lại khá nhiều. Bản thân mình vẫn rất thích màu trắng đỏ này. Về các thông số kỹ thuật và các tiện ích mới nhất được trang bị trên chiếc xe Exciter 150 2019 này, mình sẽ không nhắc lại nữa, các bạn có thể tham khảo ở video giới thiệu về chiếc xe này trong kênh của mình. Tiếp theo về phần giá bán, có thể nói với mức giá hiện tại ở tỉnh Lai Châu mình là tương đối rẻ so với các tỉnh thành khác. Cụ thể, giống như các phiên bản Exciter RC 2019 khác thì chiếc Exciter RC 2019 màu trắng đỏ này có giá bán chưa gồm đăng ký là 50 triệu đồng. Nếu tính cả phí đăng ký ở thành phố, chiếc xe rơi vào khoảng 54 triệu đồng. Có đăng ký ở huyện, giá rẻ hơn một chút, chỉ khoảng 52 triệu đồng. Với mức giá bán trên, tuy có cao hơn so với giá đề xuất của hãng, nhưng theo mình được biết thì đây là một giá là chấp nhận được khi mua một chiếc xe mới cũng như một trải nghiệm mới. Trên đây, mình đã tham khảo giá xe Yamaha Exciter 150 2019 phiên bản RC màu trắng đỏ tại đại lý ở tỉnh Lai Châu. Ở các lý khác trên toàn quốc, giá có thể cao hơn hoặc thấp hơn một chút. Các bạn liên hệ đến đại lý gần nhất để có giá bán chính xác. Đây là cơ sở để các bạn lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp. Các bạn xem thêm các video về màu sắc khác của chiếc xe này để tham khảo thêm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.
don't stop. Hold your jump.